đây là hậu trường chương trình lễ ở Chùa Tiên. Chào cho bạn giới xin một tràng tay đủ.
ngày 30/4 và quốc tế mùa 1 tháng 5 của các nghệ sĩ trẻ năm thứ nhất hiện nay chúng ta chờ trong cái năm chúng ta tặng các nghệ sĩ trẻ 100